Ngày hôm nay là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cách đây 77 năm, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, và trong ngày hôm nay rất nhiều hoạt động và sự kiện ý nghĩa sẽ được diễn ra trên khắp cả nước để chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Và trước tiên, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi đang diễn ra lễ chào cờ trang nghiêm nhân ngày Quốc khánh. Vẻ trang nghiêm, khí phách hiện hữu trên khuôn mặt của mỗi chiến sĩ. Với họ, đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó. Khi ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ, chuẩn bị cho các nghi thức thượng cờ, cũng là lúc cửa của lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu mở. Sau khi có hiệu lệnh, lá cờ được tung ra và bay lên theo tiếng quốc ca. Lá cờ Tổ quốc được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29m phía trước lăng Bác. Oh.
Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh diễu hành một vòng trước cửa Lăng Bác rồi trở về vị trí cũ và kết thúc nghi lễ thượng cờ. Thượng cờ là nghi lễ quốc gia. Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và được chính phủ phê duyệt vào dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị khán giả. Chỉ cách đây ít giây thì lễ chào cờ nghiêm trang trên quảng trường Ba Đình lịch sử vừa diễn ra. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên quảng trường Ba Đình chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhiều người dân vào lúc này và khách du lịch cũng đã có mặt ở đây để tham gia lễ chào cờ. Được tham dự lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình vào đúng buổi sáng mùng 2 tháng 9 luôn là một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng và xúc động với không chỉ tôi mà với nhiều người dân thủ đô cũng như là du khách. Ngay sau khi làm xong nghi thức chào cờ thì đội tiêu binh đã diễu hành một vòng xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đội hình thực hiện nghi lễ sẽ gồm có 37 người. Đội quân kỳ quyết thắng dẫn đầu, đi sau là 34 chiến sĩ tiêu binh, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Và vào lúc này thì nghi thức chào cờ vẫn đang tiếp tục diễn ra và rất là nhiều người dân ngay từ lúc 5 giờ sáng thì đã xếp hàng ở đây. Sau đây thì mọi người sẽ tiếp tục xếp hàng để tiếp tục vào Lăng Viếng Bác. Năm nào cũng vậy, dịp mùng 2 tháng 9, những người con Việt Nam từ mọi miền lại trở tới bên người, thành kính bên người cha già dân tộc, người đã hy sinh vì độc lập, tự do, vì hòa bình, hạnh phúc, ấm no của dân tộc. Về quảng trường Ba Đình thiêng liêng ngày này, tôi cũng như mỗi người dân Việt Nam đều xúc động, tự hào về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về bên Bác, nhiều người sẽ quyết tâm và cố gắng hơn nữa để trở thành công dân tốt và cống hiến cho Tổ quốc. Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Ngân đến thông tin vừa rồi ạ. Vâng ạ, và quý vị có thể thấy là ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều người dân và có cả những khách du lịch nữa. Họ đã dậy từ rất sớm để được chứng kiến lễ chào cờ mừng ngày Quốc khánh. Vâng ạ, và mỗi người dân Việt Nam thì càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, của tự do, ý nghĩa lớn lao và sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Đó cũng là khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc và quốc gia trên thế giới đều hướng tới. Mời quý vị cùng nhìn lại không khí thiêng liêng tại quảng trường Ba Đình lịch sử 77 năm về trước. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Cách đây 77 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, xúc động lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bản tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý khẳng định với toàn thế giới về chủ quyền độc lập tự do của Việt Nam, đưa nhân dân ta thoát khỏi thân phận nô lệ kéo dài gần một thế kỷ. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Lời thề thiêng liêng trong ngày lễ độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn thách thức, chiến thắng kẻ thù, bảo vệ toàn vẹn non sông chủ quyền lãnh thổ và xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
Và với mỗi người dân Việt Nam thì Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 53 năm về trước, dân tộc Việt Nam đã mất đi người cha già kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam là nơi đầu tiên chuyển đi bản tin phát thanh tới nhân dân cả nước về thông tin Bác đã đi xa. Mặc dù đã hơn nửa thế kỷ, nhưng bản tin này vẫn còn in đậm trong ký ức của các cán bộ nhân viên Đài Tiếng Nói Việt Nam và người dân khi ấy. Tình hình sức khỏe của Hồ Chủ tịch không ổn định, bệnh của người đang phát triển và có phần trầm trọng. Không một ai mà đón nhận cái tin như thế cả. Không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày mà lại có một cái mất mát. Sau hơn nửa thế kỷ, nhà báo Hà Phương không khỏi xúc động khi nhớ lại câu chuyện ngày Bác Hồ qua đời và về người đồng nghiệp đã đọc những dòng tin tức đặc biệt này, phát thanh viên Minh Đạo. Lần lượt bên này là bác Minh Đạo. Anh ấy nhận được cái tin và anh ấy chỉ còn biết là lấy khăn lau nước mắt thôi. Không ai đọc nổi, mà chỉ có bác Minh Đạo. Bởi vì lúc này đòi hỏi một cái người mà rất trải nghiệm, rất từng trải, rất vững vàng về nghề là một rồi. Nhưng mà cái cảm xúc cá nhân có một cái kìm nén để nó không bị khóc lẫn vào đấy, không bị tiếng khóc vỡ òa ra. Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã từ trần. Đang ở trong nhà nghe tin ấy thì chúng tôi đổ xô ra ngoài đường để mà đứng xung quanh cái cột loa phóng thanh để nghe cái lời mà thông báo về Bác Hồ mất. Rất nhiều người òa lên khóc. Thì khi nghe cái tin Bác mất thì có thể nói là cả nước khóc, không có ai là không chảy mờ chảy nước mắt cả. Nó rúng động lắm, nó đau xót mà một cái con người mà tất cả vì nước vì dân. Đã 53 năm ngày đau thương ấy đi qua, nhưng hình ảnh lòng kính yêu dành cho Bác vẫn in đậm trong mỗi trái tim, khối óc con người Việt Nam. Và trước lúc đi xa thì Bác Hồ đã để lại bản di chúc thiêng liêng là tài sản tinh thần vô giá, là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ mai sau. Vâng, đó là tư tưởng, là đạo đức, là phong cách Hồ Chí Minh. Tấm gương đạo đức rất cao cả, rất vĩ đại, nhưng lại rất giản dị, trong sáng mà các thế hệ con cháu Việt Nam tiếp tục noi theo. Và qua đó, hun đúc thêm niềm tin, đoàn kết một lòng, biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, thành hành động thiết thực để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.